Giờ thành là hôm nay sẽ làm một cái liên khay, nó mở đầu cho một cái series mới của mình. Cái series này chỉ bao gồm những cái liên khay rất là đơn giản, kiểu như hồi xưa mình hay làm những cái liên khay là nó đúc đúc hột hột vô lỗ như này, nhưng mà bây giờ mình sẽ làm một cái series mới là toàn những cái liên khay rất là đơn giản thôi, chỉ bao gồm những cái chức rất là đơn thuần, nó không có biến đổi gì hết, không có đúc hột lỗ gì hết. Thì cái liên khay này nó sẽ giúp các bạn mà chơi mà hơi lâu một chút xí�rồi, tập được chức rồi, nhưng mà các bạn không biết cách làm combo như thế nào thì các bạn có thể mượn ý tưởng từ những cái liên khay này. Còn bạn nào mà mới chơi kiểu chưa có làm được những cái chức năng cao thì các bạn có thể nhân cái cơ hội này để mà tập những cái chức năng cao trong cái liên khay của mình. Kiểu như bạn thắc mắc, tập cái chức này thì nó có tác dụng gì không, nó ghép combo như thế nào, tập mà nó sử dụng xài nó như thế nào, thì các bạn có thể nhân cái những cái liên khay này, các bạn có thể tập những cái chức trong cái liên khay, vừa tập được chức mà vừa tập được liên khay luôn, thì một công đôi chuyện đó. Thì cái link khai đầu tiên nó sẽ trông như thế này. Đó, cái link khai đầu tiên. Mình sẽ làm lại một lần nữa. Là 3 lần nữa gớt đậu xanh. Thì cái link khai này nó sẽ bắt đầu bằng Demon Sonic. Demon Sonic là cái chiếc nó trông như thế này. Đó. Cái này mình sẽ để link hướng dẫn ở đây. Cứ cái gì mà mình không có hướng dẫn cụ thể thì mình sẽ để cái link ở đây hết. Các bạn có thể bấm vào để mà xem những cái hướng dẫn của tụi nước ngoài tụi nó hướng dẫn. Còn mình thì sau này chắc sẽ làm những cái clip tiếng Việt, nhưng mà đó là chuyện sau này, còn bây giờ thì chưa. Thì mà Sonic nó sẽ trông như thế này. Đó thì các bạn sẽ bắt đầu bằng hai cái ngón ở dưới, và các bạn tập cái động tác gập cái ngón này lại đó, gập cái ngón này lại và chuyển cái bút từ từ hai cái ngón này qua hai cái ngón này đó, gập lại và chuyển qua đây kiểu như này đó. Và các bạn cái ngón này nó đang ở đây, các bạn đưa qua đây và chúng ta đã làm được Demon Sonic đó. Cái chiếc này nói chung thì nó cũng là đơn giản thôi, nó cũng chỉ là Sonic mà nó hơi biến đổi chút xíu thì nó thành Demon Sonic đó, nó lên như này. Và sau đó bạn sẽ làm một cái chiếc đó là Finger Pass, cái này thì quá quen rồi, cái này là chiếc cơ bản đó, nó như thế này. Nhưng mà các bạn chỉ lấy cái đoạn đầu thôi, cái đoạn đầu là nó sẽ đi xuống như này thôi, và sau đó các bạn sẽ đi lên đó, tức là đi xuống và đi lên. Mình sẽ làm lại toàn bộ hai cái đó đó, nó sẽ đi xuống đi lên như này đó. Và sau khi mà đi lên đây thì mình sẽ làm một cái chiếc đó là bắt con ngón cái, cái này mình không biết tên tiếng Anh của nó là cái gì nhưng mà cứ gọi là bắt con ngón cái đi. Nó sẽ trông như này đó, đó là các bạn sẽ bắt thường nó là như này đó. Cái này thì mình để link ở đây luôn để mà cho bạn lên bạn coi cái chiếc nhìn cho nó rõ, chứ ở đây mình hướng dẫn sơ qua thì có nhiều bạn sẽ không có hiểu cái chiếc nó trông như thế nào. Mình sẽ làm hơi là chậm, các bạn có thể tua chậm hơn nữa để mà xem cho nó rõ cái chiếc đó sẽ đi như này. Đó, và sau khi mà đi qua đó đây thì các bạn chụm hai ngón này lại, chụm hai ngón này lại, bóp hai ngón này lại để mà cho cái bút nó lăn lên đây, nó lăn lên đây đó đó, và nó sẽ quay lại cái vị trí bắt đầu. Thì cái này các bạn phải tập hai cái cảm giác, đó là cảm giác chụm và chụp, hai cảm giác đó nó phải đi đúng lúc thì nó mới làm được cái chiếc này đó. Nó sẽ đi vô như này và sau đó các bạn lại tiếp tục pass xuống dưới, rồi nó sẽ đi qua đây và các bạn pass xuống dưới và các bạn úp cái tay xuống, hơi ấp cái tay xuống, cái tay các bạn lúc mà mình bắt xuống dưới thì nó sẽ để ngang như này, ấp xuống dưới xíu và bạn tiếp tục Sonic lên, tiếp tục Sonic nó sẽ đi như này. Mình sẽ làm cái tiếp Sonic chiếc bình thường, sau đó mình sẽ làm cái trong liên khai sau. Chiếc bình thường nó sẽ đi như này đó đó, và trong liên khai thì mình sẽ làm palm up, à là không, palm down nó sẽ là tay ấp xuống đó, palm down nó là tay ấp xuống như này đó đó. Bình thường nó như này, còn palm down nó như này, tức là mình sẽ pass xuống và palm down, tiếp Sonic palm down lên đó. Thì sau khi mà tiếp Sonic lên thì các bạn sẽ thumb around, cầm cái bút bằng hai ngón này và thumb around. Có nhiều bạn thì cứ tưởng là thumb around thì phải là như thế này, nhưng mà thực ra các bạn đẩy bằng cái bút bằng cái nào cũng được, tại vì thumb around nó là vòng qua ngón cái, thì cứ cái gì làm vòng qua ngón cái thì nó đều là thumb around hết, nó không nhất thiết phải ngón nào. Như này cũng là thumb around, như này cũng là thumb around, như này và như này cũng là thumb around đó. Thì chúng ta sẽ thumb around bằng cái ngón trỏ như này đó, đẩy qua ngón này, đẩy qua ngón này, và các bạn thumb around extended đó, tức là cho nó vòng qua ngón trỏ này luôn, đẩy qua đây và nó vòng qua ngón trỏ này luôn. Mình sẽ làm hơi là chậm, cái này các bạn có thể tua chậm hơn nữa đó đó. Và chúng ta sẽ lúc mà chúng ta vừa thumb around extended thì chúng ta sẽ burst một vòng, thumb around qua burst một vòng đó. Vậy là chúng ta đã được cái link khay, ghép lại toàn bộ cái link khay nó sẽ trông như này, sẽ trông như này và burst một vòng đó. Thì cái link khay này nó thường là nó sẽ phù hợp cho MX hơn, tại vì nó tương đối là đơn giản, cho nên là MX thì quay nó sẽ nhìn nó sẽ hợp hơn là DC đó đó, nhìn nó lướt lướt nó hợp hơn là DC. Cái clip này là một cái kiểu đầu tiên của cái series link khay đơn giản của mình.
thì nếu thấy hay thì các bạn hãy like ủng hộ mình. Nhưng mà có quảng cáo hiện ra thì bạn cứ click giùm mình để mà nó sẽ tăng cái thu nhập mình lên, nhưng mà tới 10 đô nó mới trả cho mình, hiện tại là chưa tới 5 đô nữa, cho nên là chắc là mình làm clip miễn phí rồi, cho nên là nếu mà giúp được mình chút xíu gì thì cứ giúp đi các bạn à. Đó, cho nên là nếu hay thì sẽ like và share cái clip này giùm mình. Ok, cảm ơn các bạn xem.